bên này nó có thu tiền không? Không. Nó chỉ đánh số đây thôi. Miễn phí. Bởi vì một đợt là thu tiền xong rồi không quản lý được nhân viên. Thế là thôi miễn phí. Không quản lý được nhân viên này nào? Bởi vì là nhân viên có không có công cụ nào để giám sát người ta cũng. Người ta cứ ra thu tiền làm sao biết một ngày thu. Có cần phải đỗ gọn vào không nữa không? Sát vào đấy hả? Dịch vào đây một tí để cho cái đường dạo. À nó có đường dạo. Ok ok anh. Cứ phải như thế mới giao tiếp thử. Xem thử họ nói năng kiểu gì. Không nghĩ ở đây được đào tạo tốt đấy. Nhiều nhân viên là nhiều nơi chán lắm. Nhất là cái đám bảo vệ này. Rồi. Ok. Mặt đèo hơi lạnh.